Chào mừng các bạn đã quay trở lại với M2 Deal Channel. Phần tiếp theo của Yu-Gi-Oh! GX sẽ được bắt đầu ngay bây giờ. Sau khi có được manh mối về Johan, Judai không thể kiên nhẫn được nữa. Bất chấp nguy hiểm, tự mình đi đến trại lao, xào huyệt của Hắc Ám Giới cùng M2 đón xem những gì sẽ xảy ra với nhóm Judai. O'Brien và Brocodile có một chút lưỡng lự vì Judai đang quá ích kỷ, trong khi tất cả mọi người đều đang chịu sự ảnh hưởng từ Judai mà cậu luôn hành động một cách nóng nảy. Nếu có một chút sai lầm, mọi người đều sẽ bị liên lụy. Sau khi nhóm Judai rời đi thì đội trưởng Fritz lập tức ra lệnh cho mọi người nhanh chóng rời khỏi ngôi làng. Nhóm Judai sẽ làm mọi nhử để họ tránh được sự nguy hiểm. O'Brien bức xúc vì quyết định một cách hèn hạ này, nhưng đội trưởng không còn sự lựa chọn. Sau khi Judai dùng Google Maps để đi đến trại lao, hiện tại ở đây không có một bóng người một cách lạ kỳ. Đã vậy, còn chưa một kẻ hở để đi vô nữa. Judai lập tức tận dụng cơ hội và có một tin vui là Johan vẫn còn sống. Mọi chuyện tất nhiên không thể dễ dàng như vậy rồi. Đây chính là một cái bẫy. Ngay sau đó, thủ lĩnh Zer tấn công vật lý Johan, đòn tấn công một lần nữa biến cậu đi mất. Mọi sự hận thù của Judai sẽ dồn vào trận đấu này. Zer rút bài, triệu hồi Genetic Werewolf rồi kết thúc lượt. Judai rút bài, kích hoạt ma pháp Fake Hero để triệu hồi Neos, triệu hồi thêm Clomos, dung hợp liên kết để triệu hồi Clone Neos, kích hoạt ma pháp môi trường Neos Bay để gia tăng sức công, gây sát thương cho đối phương còn 3.000 điểm. Nhóm Judai đuổi theo sau, nhưng họ đã đi một con đường khác, hậu quả là bị úp sọt. Còn O'Brien và Brocodile đi cuối cùng sau khi có mâu thuẫn với đội trưởng Fritz. Zer rút bài, kích hoạt ma pháp môi trường Power Zone. Khi có một quái thú bị tiêu diệt trong chiến đấu, sức công của quái thú đó sẽ trừ vào điểm gốc của chủ sở hữu. Triệu hồi Power Murder có khả năng nếu sức công thấp hơn đối phương sẽ được cộng thêm 1.000 và ngược lại. Phản đòn khiến Judai còn 1.200 điểm. Chưa hết, chấp nhận hy sinh 1.000 điểm gốc để kích hoạt ma pháp vĩnh cửu Power Spirit. Nếu muốn tiêu diệt quái thú của hắn ta, sức công quái thú của Judai phải cao hơn cách biệt 1.000, úp một lá, rồi kết thúc lượt. Judai rút bài, đành triệu hồi Wing Kudibor mà thôi. Zer rút bài, kích hoạt ma pháp vĩnh cửu Ring of the Evil Power. Với lá bài này, Judai chỉ được tấn công Power Murder. Ngoài ra, khi tiêu diệt quái thú đối phương sẽ gây thiệt hại bằng sức thủ của quái thú bị tiêu diệt. Chưa hết, lật thêm bài up Explosion Fuse. Khi quái thú đối phương bị tiêu diệt, sẽ triệu hồi Power Pump rồi trang bị lá bài này. Ở lượt standby kế tiếp, có thể tiêu diệt quái thú trang bị để gây 1.000 điểm thiệt hại cho đối phương. Chưa kể, khả năng đặc biệt của Power Pump, nếu sức công của Power Murder bị thay đổi khi chiến đấu, hy sinh nó để gây 1.800 thiệt hại. Judai gần như tuyệt vọng khi đối thủ quá mạnh, cậu cần một phép màu nào đó, nếu không mọi thứ sẽ chấm dứt. Sau khi đội trưởng Fritz lợi dụng nhóm Judai làm mồi nhử để đưa dân làng đến nơi an toàn hơn, nhưng ý chí của một chiến binh không đời nào cho phép anh ta hèn hạ như vậy. Tất cả đều có lý do. Anh quay lại, hiến dâng sinh mạng và linh hồn của mình cho Judai. Nhờ đó, lá bài tiếp theo là Fritz the Prey Wonder. Kích hoạt thêm ma pháp vĩnh cửu Common Soul, triệu hồi đặc biệt Blair Scarab có khả năng ứng với mỗi ma pháp hoặc bẫy trên sân đối phương, sức công được tăng thêm 400, sau đó dùng sức công qua cho đội trưởng Fritz do ma pháp Common Soul. Vậy thì Zer sẽ cho Power Pump phát nổ để giành chiến thắng, nhưng khả năng của Fritz bằng cách loại bỏ hai quái thú hệ ánh sáng có trong mộ sẽ tiêu diệt một quái thú có công cao hơn công gốc của Fritz, và khả năng của Power Pump sẽ không được kích hoạt nếu không có Power Murder. Mọi sự oán giận của dân làng đã được đền đáp. Sứ mệnh cuối cùng đã hoàn thành, đội trưởng ra đi cùng với nụ cười mãn nguyện. Sau khi Zer tan biến, rơi ra 5 viên ánh sáng ứng với mỗi trạng thái. Soul là u buồn, Asuka là nghi ngờ, Fubuki đau khổ, Manzume bực tức và Kenzan là ghét. Những thứ này là gì? Chúng ta sẽ biết sau. Còn bây giờ, Judai tiếp tục lục tung nơi này tìm manh mối. Kết quả khả quan khi cậu tìm được tấm bản đồ đến địa điểm tiếp theo và dàn quái thú vịt Sonic để làm phương tiện. Judai tiếp tục đi trước, không thèm chờ mọi người. Hậu quả là hai quái thú năm sao đã chặn đường và bắt sống 4 người về căn cứ. Còn một người nữa là Sô, may mắn đi lạc sang hướng khác. Khi đến nơi, vẫn chưa thấy mọi người đâu. Judai đành nhờ O'Brien và Brocodile đi tìm, cậu sẽ ở đây chờ. Nhưng cuối cùng, vẫn chứng nào tật đó. Trong đầu của Judai, bây giờ chỉ có một mình Johan. Thủ lĩnh của pháo đài này là cuồng vương Bron. Dĩ nhiên, không thể là một cuộc trò chuyện rồi. Bron rút bài, triệu hồi quái thú Brown, kích hoạt ma pháp vĩnh cửu Quick Cannon. 4 con tin lúc này đã xuất hiện. Âm mưu đến từ lá bài này là gì? Rồi các bạn sẽ biết. Judai rút bài, triệu hồi Sparkman, tấn công tiêu diệt quái thú, khiến đối phương còn 3.800 điểm.
Khi nhận thiệt hại, hắn lập tức đưa một Weak Rune Anger vào Weak Cannon. Nó là biểu tượng trạng thái của Manzume. Và khi cậu nổi cơn bực tức vì Zudai đã quá thờ ơ với mọi người, thì viên ánh sáng đó được thu nạp khiến Manzume tan biến. Zudai gần như không thể chiến đấu được nữa, vì nếu gây thiệt hại cho đối phương, những người còn lại cũng sẽ tan biến. Hắn ta thì không thể dừng khi đến lượt triệu hồi Zer, khiến Zudai còn 3.800 điểm, úp hai lá rồi kết thúc lượt. Zudai rút bài, triệu hồi Freedom Man ở thế thủ. Ron lật bẫy vĩnh cửu, Darkness Harp giảm một nửa sức công để triệu hồi hai Dark Token lên sân Zudai. Kích hoạt thêm 7 Dark Tournament, tất cả quái thú đều phải tham chiến. Khi bị tấn công 3 lần, hắn tiếp tục bỏ cùng lúc 3 lá bài vào Weak Cannon, đồng nghĩa Asuka, Fubuki và Kenzan cũng tan biến theo. Bên cạnh đó, hai quái thú đã tìm thấy Sho và đang truy đuổi, khiến cậu rơi xuống vực sâu và mất mạng. Không bắt sống được nên cũng đành bỏ đi. Nhờ đó, O'Brien đã sử dụng thành công lá bài ma pháp Torpedo để làm hiện trường giả. Nếu Weak Cannon có đủ 5 lá bài ứng với 5 trạng thái tiêu cực của con người, sẽ đánh thức Super Fusion, từ đó sẽ triệu hồi quái thú Colorless Chaos King of the Dark World. Tuy nhiên, vì thiếu trạng thái của Sho nên chỉ đành triệu hồi quái thú nguyên liệu 7 sao Ren, khiến Zudai còn 2.300 điểm. Chuyển Zer về thế thủ, úp một lá rồi kết thúc lượt. Bạn bè cũng đã mất rồi, cậu không còn việc gì phải nhân nhượng đối thủ nữa. Rút bài, tế hai Dark Token để triệu hồi Neos, kích hoạt ma pháp vĩnh cửu Common Soul, triệu hồi E Hummingbird, dung hợp liên kết để triệu hồi E Neos có khả năng. Khi đối phương có điểm gốc lớn hơn, mức chênh lệch sẽ cộng vào sức công. Phản đòn khiến đối phương còn 2.300 điểm. Kích hoạt ma pháp tức thời Contact Out, giải trừ liên kết để lần lượt tái tấn công, khiến đối phương còn 1.500 điểm. Ngoài ra, khôi phục điểm gốc nhờ khả năng của Air Hummingbird, Ron lật bẫy Revenge Soul trả về tay một quái thú vừa bị tiêu diệt trong lượt này. Ren rút bài, kích hoạt ma pháp Dark World Corridor, được rút một lá quái thú Dark World trong bộ bài, sau đó bỏ một lá trên tay xuống mộ. Và khi quái thú Siruli xuống mộ, sẽ triệu hồi lên sân Zudai ở thế thủ và phải bỏ một lá trên tay xuống mộ, đó là Ren. Và khi Ren bị bỏ xuống mộ bởi hiệu ứng của đối phương sẽ được triệu hồi, đồng thời có khả năng phá hủy toàn bộ bài quái thú hoặc ma pháp cạm bẫy trên sân đối phương. Đòn combo này khiến Zudai còn 800 điểm, úp một lá rồi kết thúc lượt. Cơn giận dữ đã khiến đôi mắt của Zudai đổi màu, kích hoạt ma pháp Overzone, triệu hồi lại Neos, kích hoạt thêm ma pháp trang bị Assault Armor giúp tăng sức công để phản đòn, sau đó phá hủy ma pháp trang bị này được phép tấn công thêm một lần nữa. Đối phương lập tức lật bẫy Gateway to the Dark World, hồi sinh lại Brain, cả hai chấp nhận hy sinh. Chưa hết, kích hoạt thêm ma pháp tức thời Requiem Duel, hai bên sẽ triệu hồi một quái thú vừa bị tiêu diệt trong chiến đấu. Vì hắn ta vừa kích hoạt 7 Gateway to the Dark World để hồi sinh Brain nên không thể triệu hồi được nữa. Zudai chiến thắng chung cuộc. Những người còn lại đã không còn tin tưởng cậu nữa, một sự thay đổi vô cùng lớn kể từ khi bước vào thế giới này. Trong cơn thất vọng về bản thân, lá bài Super Fusion đã đến với Zudai. Có một sức mạnh bóng tối nào đó tự xưng là bá vương, người thống trị thế giới này, nói Zudai hãy hạ những linh hồn chống đối mình và lấy sinh mạng của chúng để hoàn thiện lá bài. Mình xin tạm dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý đón xem. Nếu các bạn thích video, hãy bấm like và subscribe để không bỏ lỡ những phần phim tiếp theo nha. Bye bye.